Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn trở lại với channel của mình là Thành Sika. Và lâu lắm chúng ta chưa chơi một cái game kinh dị nào, thì hôm nay mình sẽ chơi cho các bạn một cái game. Mình sẽ cho các bạn xem một cái game kinh dị mang tên là Mental Hospital, thì dịch ra là gì nhỉ? Bệnh viện tâm thần này. Chắc là vậy. Thì chúng ta cùng chơi thôi. Let's go. Ok, chúng ta cùng bắt đầu khám phá cái tựa game kinh dị này nào. Đây. Thì cái tựa game này lấy bối cảnh ở đâu nhỉ? Ở một cái bệnh viện tâm thần hay sao ấy? Sao lại có súng ở đây này? Game kinh dị éo gì mà ban đầu đã cho súng rồi. Kinh vãi, tiếng kinh vãi. Lâu lâu mình mới chơi lại game mấy game kinh dị của này thấy thốn kiểu gì ấy. Lâu lắm rồi mình chơi lại mấy game kinh dị như này ấy. Close, cửa này bị đóng rồi. Tại sao này đầu tiên nó lại cho mình ngay một khẩu súng nhỉ? Mà khẩu súng này có mỗi 3 viên đạn. Mình chả hiểu nữa. Có thể là khẩu súng này sẽ dành để bắn mấy con quái à hay như nào. Nếu thế thì cũng được. Nhưng mà sao game này kinh kiểu gì ấy. Kiểu nó cứ chậm. Có mở cái này không? Ở đây. Ồ, đi xuyên được cửa này. Vài bíp. Hack não à? Đùa chứ game này bắt đầu thấy kinh rồi đấy. Nghe tiếng gì nhỉ? Tiếng hét ở đâu ấy nhỉ? Cái gì kìa? Sao lại có búp bê em bé này? Cút đầu. Vãi miệng. Úi dồi. Thôi anh ơi. Thôi. Sao? Đạch. Bình tĩnh bạn đi. Thằng con em bé biến mất rồi này. Cái búp bê biến mất rồi này. Kinh vãi. Chưa gì vào game nó như này rồi à? Mắc hành. Mình thỉnh thoảng mình nghe tiếng hét ở đâu ấy, kinh lắm. Ui, bạn đi. Rất cao mình. Trong phòng này có gì không? Chắc đều có gì không? Tôi đi tiếp. Ui, con gì đấy? Sao game này kinh nhỉ? Chỗ này có vẻ sáng sủa hơn chút này. Đỡ phải dùng đèn pin. À, mình đang cầm súng này. Ôi đạch. Rip thành. Đùa chứ game này bắt đầu thấy kinh rồi đấy. Tiếng nghe tiếng kêu cứu help me ở đâu nhỉ? Ở trong này à? I need a key. Cần chìa khóa để mở cửa này. Mình nghe tiếng kêu cứu ở đâu ấy. Thề luôn. Ở đây à? Ui. Ui. Kinh vãi, ở trong này có một người nào bị ui bị thiêu cháy kìa. Vãi bíp, thôi xong rồi, không cứu được ông này rồi. Phòng này như cũng phải có chìa khóa mới mở được sao ấy, nhưng mà mình chắc là không cứu được thằng này rồi. Thằng này chắc chắn chết rồi. Vẫn còn tiếng kêu cứu đâu nhỉ? Chắc là phát ra từ cái phòng đây này. Mình khá chắc là cái tiếng kêu cứu là nó từ cái phòng này này, từ cái phòng mà chúng ta tìm chìa khóa chúng ta mở này. Nhưng mà mình nghĩ là cái công cuộc tìm chìa khóa nó không dễ đâu. Bởi vì như các bạn thấy là từ đầu game giờ là bắt đầu thấy thốn lắm rồi đấy. Kinh. You are already dead. Mày đã chết rồi. Sầm le, tao cũng sống giờ ở đây. Tao đang cầm súng ra đi xung quanh. Tiếng gì nhỉ? Kinh quá ấy. Ở đây có gì không? Ui. Lại em bé này. Đầu lại còn mất đầu nữa, kinh quá ấy. Game kinh kiểu gì ấy. Lại còn tối nữa. Nếu này nào chịu được luôn, mình bắt đầu thấy. Có gì không? Ui, địch. Giật cá mình. What the hell, sao lại. Cái gì ấy. Ui. Vãi tay kìa. Đi rồi. Kinh vãi, đầu giờ. Từ đầu game đến giờ bắt đầu nó cho mấy quả jump scare kinh vãi ạ. Sợ vãi. Chả sao luôn. Ui đùa. Thôi mà đừng bắt Thành đi xuống đây mà. Ui. Tiếng gì nữa, kinh ấy. Thề là cái game này kinh lắm ấy. Liệu là ở trong này có gì không?
Đây là như kiểu phòng tắm đúng không nhỉ? Chết chết rồi các bạn ơi, đạn của mình hết rồi. Mình chả còn viên đạn nào nữa. Vừa đây phí tiền để bắn. What? Ui nước 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 dâng. Ôi đây 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 đây, phải tìm lối ra, phải tìm lối ra. Phải tìm lối ra. Ô được rồi may quá. Chắc là cái nước dâng chỉ là ảo giác hay sao ấy. Thôi mà thôi, đéo vào đâu. Ui ui. Vãi bịp. Kinh quá ạ. Thề đéo ấy đâu. Lên mình thề mình đéo. Mình sẽ đi xuống tiếp nhưng mà mình sẽ không lằng nhằng ở đây rồi, kinh lắm. Thôi thì mình xuống đây đi. Lâu lâu thề là mình lâu lâu mới chơi lại cái thể loại game kinh dị là mình bắt đầu thấy thốn rồi đấy. Với cả mình vừa mới xem game vừa mới xem phim kinh dị gì nhỉ? Silent Hill đồi câm lặng báo thù với con khỉ gì ở trên Star Movie, bây giờ càng thấy thốn hơn. Thực ra là cái phim này nó không sợ lắm, chẳng qua là nó chỉ kinh về mấy con quái vật thôi. Nhưng mà thế yếu nào cái game này nó kinh ý nhỉ? Ui ui ui, vãi bíp. Con gì nó vừa hiện lên giữa mặt mình nhỉ? Rip thành. Thì nhiệm vụ chúng ta bây giờ là tìm chìa khóa không nhỉ? Có tương tác gì ở dưới này không? Kinh vãi, mình thề là cái tiếng ở dưới này kinh lắm. Đều muốn lăng nhằng đâu. Thôi lên. Càng ngày càng thấy thốn rồi đấy. Chúng ta nên lên này, chúng ta nên làm gì? Ơ không lên được này. Thôi xong. Rip thành rồi, không lên được các bạn ơi. Vậy thì mình đoán là cái chìa khóa ở dưới này rồi. Nó phải ở một trong những cái phòng hay là những cái chỗ nào quanh đây, mình thề luôn. Ở cửa này có mở không? Đây có phải cửa không? Mình vẫn nghe tiếng kêu cứu của cái thằng trên kia kìa, kinh quá. Game kinh quá ạ. Không biết là cái chìa khóa ở đâu nhỉ? Mình cũng chả biết nữa. Nhiệm vụ chúng ta vẫn là đi tìm cái chìa khóa mà kinh quá. Kiểu game này để mình đi về phía này xem nào. Tối lắm, tối lắm. À, tối nhỉ? Liệu chỗ này có phải đúng được không? Kinh ấy. Bắt đầu thấy dần dần đấy. Kiểu cái đường này. Ui, giật cả mình. May không sao, có mỗi cái xì nước thôi mà, không sao mà. Đây. Ui. Game kinh ấy à? Nó tối này. You not visited all the rooms. You have an amulet, you lose. Mình thua rồi. Mắc nhỏ. Vãi bíp, mình thua rồi. Thì mình đoán là mình chưa phá đảo được game này bởi vì là có thể là mình chưa biết cách chơi thế nào cho đúng, cho nên là nói chung là mình mong các bạn thích cái video này. Lâu lâu chưa chơi lại game kinh dị thấy thốn quá. Thì mình sẽ cố gắng tìm một số các cái game kinh dị để coi như là quay cho các bạn xem. Và mình mong là các bạn thích cái video này, thì nếu các bạn thích thì nhớ like và subscribe để ủng hộ mình. Và mình sẽ hẹn gặp các bạn vào một cái game kinh dị khác hoặc là một cái video khác vào ngày mai. Bye. PremiumBeef.com. PremiumBeef.com.
Indeed.com. PremiumBeat.com. PremiumBeat.com.